Trong chương trình dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản, chiều nay tại Hiroshima, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo đại diện Hội Hòa bình Hội Hữu nghị Hiroshima Việt Nam, Hội Hiroshima Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Hiroshima. Thủ tướng cho rằng Hiroshima là một biểu tượng của tinh thần chống chiến tranh, yêu trụng hòa bình, bày tỏ chia sẻ với những mất mát của Hiroshima trong chiến tranh với hậu quả kéo dài, đồng thời bày tỏ khâm phục sự vươn lên mạnh mẽ của vùng đất này sau chiến tranh. Thủ tướng mong muốn các hội hữu nghị của Hiroshima tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Nhật Bản nói chung và với Hiroshima nói riêng ngày càng bền chặt, hiệu quả, đơm hoa kết trái nhiều hơn trong tương lai. Kêu gọi các doanh nghiệp Hiroshima đầu tư kinh doanh nhiều hơn tại Việt Nam, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nối văn hóa giữa hai nước, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại vùng Trung Nam Nhật Bản sinh sống, học tập và làm việc thuận lợi, phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa hai nước. Phó Chủ tịch Hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima Việt Nam thông báo về các hoạt động của Hội Hữu nghị, cho rằng đây là nét đặc sắc của tỉnh Hiroshima trong đóng góp vào quan hệ giữa hai nước. Phó Chủ tịch Hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima Việt Nam cũng cho rằng tại khu vực châu Á, Việt Nam là đối tác gần gũi, thân mật nhất của Nhật Bản. Nhắc lại vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông Akaji Tasuo cho rằng Hiroshima và Việt Nam có điểm tương đồng là đều chịu sự tàn phá và hậu quả nặng nề của chiến tranh. Ông khẳng định các hội hữu nghị sẽ tích cực triển khai các hoạt động theo định hướng chỉ đạo của Thủ tướng, tiếp tục đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.